Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho tất cả anh em rút top căng hết về để nó phân phối cho các bạn để tham gia dán các bạn link phần link mô tả các bạn là login vào cái web của tôi cần HD nha các bạn. Rồi các bạn mở ví ra nè. Các bạn mở ví trước kia các bạn gửi cho bot cái địa chỉ ví ETH nào thì các bạn copy lại địa chỉ ví ETH đó các bạn. Rồi các bạn bấm sao chép nè. Rồi các bạn sau khi các bạn sao chép ví các bạn nhấp vào đây nè. Cái này thì các bạn KYC để nó phân phối thôi các bạn. Rồi các bạn lướt xuống có một thêm vào nè, các bạn bấm vào thêm vào nè. Rồi các bạn bắt địa chỉ wallet cho mình vào nè. Rồi các bạn bấm nút thêm ví nha các bạn. Không sử dụng được. Rồi như vậy là nó cập nhật ví xong xuôi nha các bạn. Sau khi cập nhật ví xong xuôi các bạn bấm vào một khoan các bạn. Gỡ cây xe tất cả các bạn. Gỡ KYC thì rất là đơn giản các bạn. Rồi các bạn bấm nhấp vào đây để hoàn thành KYC của bạn nè. Rồi dòng đầu thì phía nam đá nam các bạn ghi tên họ, số điện thoại, ngày sinh, giới tính. Tên người dùng là username Telegram các bạn trong quốc gia Việt Nam. Tiểu bang các bạn chọn Việt Nam luôn các bạn. Thành phố thì nào zip code này thì các bạn lên bưu điện các bạn gõ các bạn. Dòng địa chỉ 1 thì địa chỉ nhà, 2 các bạn tự ghi các bạn. Rồi các bạn chọn hình thức là chọn cái xe bằng giấy chứng minh nhân dân các bạn. Rồi các bạn gửi lên cho nó một bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước, một giấy chứng minh nhân dân mặt sau và một cái ảnh các bạn chụp tự sướng cầm giấy chứng minh nhân dân các bạn gửi cho nó rồi các bạn. Rồi bạn bắt là địa chỉ với ETH của các bạn các bạn. Rồi bạn chấp nhận 3 điều khoản này, 4 điều khoản này các bạn tiến hành xác minh các bạn. Vậy là ok các bạn. Sau khi cây xe thành công nó sẽ phân phối cho tất cả các bạn tất cả hết các bạn. Vì video mình đến đây kết thúc. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Wow.